16 Trong quán đầu heo Suốt hai tuần lễ, sau lần đầu tiên đưa ra đề nghị Harry dạy tụi nó môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, Hermione không đá động gì đến chuyện đó nữa. Những buổi cấm túc với bà Umbridge của Harry cuối cùng cũng đã qua. Cũng có lúc nó tự hỏi mấy chữ mà nó phải chép phạt giờ đây đã khắc sâu vào mu bàn tay liệu sau này có mờ hoàn toàn được hay không ron đã có thêm bốn lần tập dượt với đội quýt đích và đã không còn bị đồng đội quát thét nữa trong hai lần luyện tập sau cùng và cả ba đứa nó cuối cùng đã tìm cách làm tiêu biến được mấy con chuột của mình trong lớp học biến hình Hermione thực ra thì đã tiến bộ tới giai đoạn làm tiêu biến được hẳn một con mèo con rồi. Bây giờ, đề tài Harry dạy tụi bạn môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mới được khơi dậy một lần nữa. Vào một buổi tối cuối tháng 9, ngoài trời bão táp dữ dội, gió thổi lồng lộng và ba đứa tụi nó đang ngồi trong thư viện tra cứu các thành phần nguyên liệu pha chế độc dược cho thầy Snape. Hermione bỗng nhiên nói Harry à, mình đang tự hỏi, không biết mấy hôm nay bồ có suy nghĩ thêm về vụ phòng chống nghệ thuật hắc ám không? Harry nói, giọng gắt gỏng. Dĩ nhiên là có. Tụi mình đâu thể nào quên được môn đó khi mà mụ quỷ già còn dạy tụi mình. Ý mình nói đến cái ý tưởng của mình với Ron. Ron ném cho Hermione một cái nhìn thuộc loại cảnh cáo đe dọa. Cô nàng quắt mắt đáp lại. Ừ, Thôi được, vậy thì cái ý tưởng của mình về chuyện bồ dại tụi này. Harry không trả lời ngay tức thì, nó da đò như đang chăm chú nghiên cứu kỹ càng một trang ngăn ngừa nọc độc Á Châu, bởi vì nó không muốn nói ra điều nó đang suy tính trong đầu. Sự thật là nó đã suy nghĩ về vấn đề đó rất nhiều trong suốt 14 đêm qua. Đôi khi chuyện đó nghe như một ý tưởng điên khùng, giống như nó đã cảm thấy thế vào cái đêm hermione nêu ra đề nghị ấy lần đầu tiên nhưng vào những lúc khác harry nhận thấy chính nó đang suy nghĩ về những câu thần chú hay bùa phép đã giúp nó đắc lực nhất trong những tình huống khác nhau mà nó phải đương đầu với những sinh vật hắc ám và bọn tử thần thực tử thực vậy nó nhận thấy chính nó đang soạn giáo án ngầm trong đầu khi không thể tiếp tục giả đò làm như cái chuyện nghiên cứu ngăn ngừa nọc độc A Châu là hay ho lắm nữa. Nó chậm rãi nói. Ừ, có. Mình, mình có suy nghĩ tí chút về chuyện đó. Hermione háo hức hỏi. Vậy? Harry lần khân câu giờ. Mình không biết. Nó ngước lên nhìn Ron, John tỏ ra hăng hái tham gia cuộc chuyện trò này khi đã biết chắc vào lúc này là Harry sẽ không quát thét lên một lần nữa. Nó nói: "Mình nghĩ đó là một sáng kiến hay ngay từ ban đầu." Harry cựa quậy trên cái ghế của nó một cách khốn khổ. Um, "Mấy bồ đã nghe mình nói về cái mà mình gọi là một đống may mắn, đúng không?" Hermione nhã nhặn đáp. Đúng vậy, Harry. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng chẳng cần phải giả bộ là bồ không giỏi môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Bởi vì bồ giỏi thiệt mà. Trong năm học trước, bồ là người duy nhất có thể thoát được hoàn toàn lời nguyền độc đoán. Chỉ có bồ gọi lên được thần hộ mệnh, rồi bồ lại làm được đủ thứ các phép thuật mà ngay cả phù thủy trưởng thành cũng không làm được. Victor luôn nói rằng... John quay phát đầu nhìn sang Hermione nhanh đến nỗi suýt nữa thì vẹo cả cổ vừa xoa cổ ron vừa nói sao vicky nói gì hermione nói với giọng phát chán lên rồi ôi trời ơi anh ta nói là harry biết làm những thứ mà ngay cả anh ta cũng không biết làm ấy là anh ta đang học năm cuối cùng ở trường đông đó ron nhìn hermione hết sức nghi hoặc bồ đâu có còn liên lạc với anh ta nữa phải không hermione nói giọng thẳng nhiên mặc dù gương mặt cô nàng hơi ửng hồng nếu mình còn liên lạc thì sao mình có thể có một người bạn tâm thư nếu như mình ron nói như lên án hắn đâu phải chỉ muốn làm bạn tâm thư với bồ mà thôi đâu hermione phát cáo lắc đầu nhà mặt xác ron vẫn tiếp tục nhìn cô nàng soi mói Hermione nói với Harry. Vậy bồ nghĩ sao? Bồ chịu dạy tụi này không? Ờ, chỉ có hai đứa bồ thôi hả? Hermione bây giờ lại tỏ ra băn khoăn. Ê cha, Harry nè, bồ đừng có nổ khí xung thiên một lần nữa nghe. Nhưng mình thiệt tình nghĩ là bồ nên dạy bất cứ ai muốn học. Ý mình nói là tụi mình đang nói về chuyện tự phòng vệ cho bản thân, chống lại Voldemort ơi đừng có phát quản lên như vậy chứ Ron Cho nên nếu mình không cho người khác cơ hội cùng được học tập Thì không được công bằng lắm đâu Harry đắn đo cân nhắc một lát rồi nói Ừ nhưng mình nghĩ ngoài hai bồ ra Chẳng đứa nào lại muốn bị mình dạy hết Mình là một thằng dở hơi mà nhớ không Hermione tỏ ra nghiêm túc Để rồi xem mình nghĩ bộ sẽ phải ngạc nhiên vì có khối người thích thú muốn nghe những gì bộ phải nói coi nè cô nàng chồm về phía harry ron từ nãy giờ vẫn ngó chằm chằm harry với vẻ mặt cao có cũng chồm tới trước để nghe chung bộ có biết kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của tháng 10 là dịp đi chơi cuối tuần ở làng hot không bộ thấy sao nếu tụi mình nói với những ai quan tâm thì đến gặp tụi mình ở trong làng và tụi mình sẽ bàn bạc chuyện đó Ron hỏi. Tại sao tụi mình phải làm cái chuyện đó ở ngoài trường học chứ? Hermione quay lại với cái sơ đồ của bắp cải tàu nhai rau ráo mà cô nàng đang sao chép. Và nói. Tại vì mình không tin là mụ âm um rít sẽ vui vẻ gì nếu phát hiện ra được việc tụi mình đang làm. Harry đã ngông ngóng trong đợi chuyến đi chơi cuối tuần đến làng Hogsmeade, nhưng có một điều khiến nó lo lắng. Chú Sirius vẫn cứ im re như đa tảng Kể từ lần chú ấy hiện ra trong ngọn lửa lò sưởi vào đầu tháng 9 Harry biết là tụi nó đã làm cho chú Sirius giận Khi nói là tụi nó không muốn chú đến Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn lo Là chú Sirius sẽ tung hê mà bất cẩn Kiểu gì cũng vẫn mò đến làng Hogsmeade để chơi Khi ấy tụi nó biết phải làm gì Nếu có một con chó đen bự chản Cứ lao giọt trên những con phố ở Hogsmeade Mà hướng về phía tụi nó có thể ngay trước mũi của Draco Malfoy nữa. Khi Harry bàn bạc với Ron và Hermione về nỗi lo sợ của mình, Ron nói, Chà, bù đâu có thể trách chú ấy cái chuyện muốn đi ra ngoài chạy lăng quăng. Ý mình nói là chú ấy đã phải trốn tránh suốt hai năm trời rồi, chứ gì nữa. Và mình biết là chuyện đó không cách gì mà vui thú được hết. Nhưng mà ít nhất thì chú ấy cũng được tự do, đúng không? Vậy mà giờ đây chú ấy lại bị cầm chân suốt với lão gia tinh mắc cái chứng tâm thần đó. Hermione cao có quắt mắt nhìn Ron, nhưng mặt khác lại phớt lờ chi tiết về creature. Cô nàng nói với Harry. Vấn đề rắc rối ở chỗ, chú Sirius sẽ phải ẩn náo cho đến khi về Voldemort. Làm ơn làm phước đi mà Ron. À, cho đến khi Voldemort ra mặt công khai, đúng không? Mình muốn nói là bộ pháp thuật ngu xuẩn sẽ không đời nào công nhận là chú Sirius vô tội. Cho đến khi nào họ chịu thừa nhận là lâu nay thầy Dumbledore đã nói đúng về chú ấy. Và tới chừng đó, lũ ngu đó lại phải truy quét bọn tử thần thực tử thiệt thì mới rõ ra rằng chú Sirius không phải là một... Ý mình nói là chú ấy đâu có dấu hiệu của tuổi kia đâu. Ron năng nổ nói. Mình không cho là chú ấy dại dột đến độ xuất hiện ở Hogsmeade. Thầy Dumbledore thế nào cũng nổi giận nếu chú ấy làm vậy Mà chú Sirius thì biết nghe lời thầy Dumbledore Ngay cả khi chú ấy chẳng thích chút nào hết Những gì chú ấy phải nghe Khi thấy Harry vẫn còn lo lắng Hermione nói Nghe nè Ron và mình đã thông báo cho mấy người mà tụi mình nghĩ là Họ có lẽ cũng muốn học một số bài phòng chống nghệ thuật hắc ám thiệt sự Và có chừng hai người có giả khoái cái vụ này Tụi này đã bảo họ đến gặp tụi mình ở làng Hotsmith đầu óc Harry vẫn còn lởn giỡn cái ý nghĩ về chú Sirius. Nó đáp hờ hững. Ừ. Hermione nói khẽ. Đừng có lo quá mà, Harry. Không lo về chú Sirius thì bồ cũng đã có đủ cả một sọt lo lắng rồi. Dĩ nhiên, cô nàng hoàn toàn đúng. Harry gần như không làm kịp bài tập ở nhà, mặc dù dạo này nó đã làm khá hơn rất nhiều vì không còn bị cấm túc hàng đêm với bà Umbridge nữa. Ron thậm chí còn tụt hậu hơn cả nó về khoảng bài tập ở nhà Bởi vì trong khi cả hai đứa đều tập dự quyết đích hai lần một tuần Ron còn phải làm nhiệm vụ trực của huynh trưởng nữa Vậy mà Hermione học nhiều môn hơn cả hai đứa tụi nó Không những vẫn hoàn thành tất cả mọi bài tập Mà lại còn kiếm ra thì giờ để đan thêm quần áo cho bọn gia tinh Harry phải nhìn nhận là cô nàng đang mỗi ngày một khá hơn giờ thì gần như đã có thể phân biệt được đâu là nón và đâu là tất rồi buổi sáng của ngày đi chơi làng hot smith bắt đầu bằng một bình minh rạng rỡ và lộng gió sau bữa điểm tâm bọn học trò sắp hàng trước mặt thầy finch thầy dò tên tụi nó trong một danh sách dài thòn những học sinh được phép của cha mẹ hay người giám hộ cho đi chơi ở trong làng harry nghe lòng chợt nhói đau khi nó nhớ ra là nếu không nhờ chú Sirius, thì nó cũng đâu có thể nào được cho đi chơi. Khi Harry đi tới chỗ thầy Finch, thầy giám thị hỉnh mũi hít hửi một cái thiệt sâu. Như thể thầy đang thử dò tìm một mùi gì của cái gì đó phát ra từ Harry. Rồi thầy gật đầu một cái cọc lốc, khiến cho bộ xương hàm của thầy đung đưa lập cập. Và Harry qua được ải, đi tiếp, bước ra những bậc thềm đá, trong một ngày nắng chói chang và lạnh lẽo. Khi Ron, Harry và Hermione cùng nhau gấp gáp khởi hành đi nhanh xuống phía con đường rộng rãi dành cho xe chạy dẫn ra cổng, Ron nói Ê, tại sao mà thầy Finn hít hửi bột kỹ quá vậy? Harry cười khẽ <laughs> Mình đoán là thầy kiểm tra mùi bom phân ấy mà Ừ, mình quên kể cho mấy bồn nghe nó bèn kể lại câu chuyện nó đi lên nhà bu cứu gửi thư cho chú Sirius và chỉ vài giây sau là thầy Finn nhào tới đòi coi lá thư. Nó hết sức ngạc nhiên khi thấy Hermione coi câu chuyện này rất đáng quan tâm. Thiệt tình là rất đáng quan tâm hơn nó tưởng rất nhiều. Ông ấy nói là có người mách cho mấy biết là bồ đang đặt mua bom phân hả? Nhưng mà ai mách cho mấy biết chứ? Tụi nó đang đi giữa hai hàng cột đá cao ngất nghỉu Mà trên cùng là tượng của những con heo rừng có cánh Sau đó tụi nó quẹo trái vô một con đường dẫn vào làng Gió thổi lùa tóc bay quật cả vô mắt Hay là thằng Man Phối? Hermione nói đầy vẻ hoài nghi Ờ phải Biết đâu và rồi cô nàng lại tiếp tục chìm sâu trong suy tư suốt đoạn đường đi tới bìa làng Hawksmith. Harry hỏi Nhưng mà tụi mình đang đi đâu đây? Tiệm ba cây chổi hả? Hermione bừng tỉnh khỏi cơn trầm tư và nói À không 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 à, Cái chỗ đó lúc nào cũng đông nghẹt và ồn ào hết sức à Mình đã bảo những người khác đến gặp tụi mình ở một cái quán khác Cái quán đầu heo Bồ biết quán đó mà nó không nằm trên đường cái Mình nghĩ là nó hơi... Bộ biết rồi đó, nó hơi chó má Nhưng tụi học trò không thường tới lui ở đó Thành ra mình tin là sẽ không bị nghe lén Ba đứa đi xuống con đường cái Băng qua tiệm giỡn John cô Và không ngạc nhiên chút xíu nào hết Khi thấy Fred, George và Lee Jordan ở đó Tiếp đến tụi nó đi ngang qua bu cục Hàng trăm con cú được phát đi từ đó Theo từng khoảng thời gian đều đặn sau cùng, tụi nó quẹo vô một con đường nhỏ. Nơi cuối đường có một cái quán nhỏ. Một tấm bảng bằng gỗ đã cũ mòn, méo mó, treo toàn ten trên cái xà rỉ sét ngay trên cánh cửa. Trên tấm bảng là hình vẽ của một cái đầu heo rừng bị cắt dụng về. Máu còn nhỏ giọt xuống tấm vải trắng trải chung quanh. Khi tụi nó đến gần, tấm bản hiệu kêu lên kéo kẹt vì bị gió đưa cả ba đứa ngập ngừng một lát trước cửa tiệm hermione nói hơi căng thẳng thôi vô đi harry dẫn đầu cả đám bước vô tiệm bên trong quán đầu heo không giống tiệm ba cây chổi chút xíu nào hết ở trong tiệm ba cây chổi có một quầy rượu lớn tạo cảm giác ấm áp sáng láng và sạch sẽ còn cái quầy rượu của tiệm đầu heo thì nhỏ xíu đen đúa cáo bẩn và căn phòng dơ hết chỗ nói bốc lên nồng nặc một thứ mùi của cái gì đó mà rất có thể là của mấy con dê mấy cái cửa sổ lôi ra ngoài bị phủ một lớp bụi bẩn dày đến nỗi chỉ có một tí xíu ánh sáng ban ngày có thể lọt được vô trong phòng vì vậy căn phòng được thắp sáng bằng những mẫu đèn cầy đặt trên mấy cái bàn gỗ xù xì sang nhà thoạt nhìn tưởng đâu là nền đất nhưng khi harry đặt chân lên nó mới nhận ra là cái sàn lát bằng đá nằm bên dưới một lớp rác dày như thể đã được tích nén hàng mấy trăm năm harry nhớ lão harry từng nhắc đến cái quán này hồi nó còn học năm thứ nhất à tụi bay sẽ gặp cả đống người ngộ lắm ở cái quán đầu heo lão đã nói như vậy khi giải thích chuyện làm cách nào mà thắng cá cược được cái trứng rồng của một người xa lạ đội mũ trùm kín đầu kín cổ ở đó Hồi đó Harry đã thắc mắc là tại sao lão Harris không lấy làm kỳ lạ khi người lạ mặt kia cứ giấu mặt trong suốt cuộc gặp gỡ của họ với nhau. Nhưng bây giờ Harry hiểu ra rằng giấu mặt là cái gì đó đại khái như mốt ở cái quán đầu heo này. Trong quán có một người đàn ông mà toàn bộ cái đầu của ông ấy được quấn kỹ càng trong mấy lớp vải băng bó dơ hầy, xám xịt. Mặc dù ông ta vẫn xoay sở để nóc cạn được vô số ly chứa một cái chất gì đó bốc khói bừng bừng Thông qua một khe hở trên miệng ông ta Có hai bóng người ẩn kín trong mũ trùm đầu Ngồi ở cái bàn thục vào một trong mấy cái cửa sổ lồi Harry có lẽ đã nghĩ họ là giám ngục Nếu họ không đang nói chuyện với nhau bằng giọng rõ ràng là của miệng Yorkshire Ngồi trong một góc tối bên cạnh lò sưởi là một mụ phù thủy đeo một tấm mạng che mặt dày đen dài phủ cả ngón chân tụi nó chỉ có thể thấy chóp mũi của mụ mũ ta bởi vì cái chóp mũi khiến cho cái mạng che mặt hơi bị nhô lên một tí khi tụi nó đi ngang qua căn phòng để đến bên quầy rượu harry thì thầm mình không có rành cái vụ này nha hôm hai ô nó đang đặc biệt để ý tới mụ phù thủy đeo tấm mạng che mặt nặng nề kia đó có khi nào lại là mụ um rít ngụy trang ở dưới cái lớp mạng đó không hermione ném một cái nhìn ước lượng về phía nhân vật đeo mạng che mặt cô nàng nói khẽ mụ um rít đó thì lùng hơn cái mụ này mà dù sao đi nữa ngay cả nếu như mụ um rít có đến tận đây thì mụ cũng không thể làm gì để ngăn cấm được chúng ta hết harry bởi vì mình đã xem đi xét lại hai ba lần nội quy của trường rồi tụi mình không hề vượt quá quy định. Nhất là mình còn hỏi giáo sư Flitwick xem học sinh có được phép đi vô quán đầu heo hay không. Và thầy nói là được. Nhưng thầy khuyên rất kỹ là tụi mình phải đem theo ly riêng. Mình cũng đã nghiên cứu kỹ những thứ mình nghĩ ra. Thí dụ như là về các nhóm học tập và các nhóm làm bài tập về nhà. Tất cả mấy thứ đó là được phép hết. Mình chỉ cho là không nên phô trương quá cái chuyện tụi mình đang làm mà thôi. Harry nói, giọng khô khốc. Thôi, đừng. Nhất là khi cái vụ này cũng không hẳn là nhóm họp làm bài tập giống như bộ tính. Đúng không? Người phục vụ quầy rượu từ trong một căn phòng phía sau bước ra, lùi lủi đi về phía tụi nó. Đó là một ông già tua tủa cơ mang những râu tóc vừa dài vừa bạc trong quầu quẩu. Ông ta cao ngồng và ấm nhách. Harry trông ông ta quen quen, Ông ta cất giọng gắt gỗng. Gì? Yeah. Hermione nói. Xin cho ba chai bia bơ. Ông già thò tay xuống phía dưới quầy, lôi lên ba chai đầy bụi bám, rất ư bẩn thiểu, và giọng chúng lên mặt quầy. Ông ta nói. Sao xích Để mình trả cho. Harry nói nhanh, đưa ra một đồng tiền bạc đôi mắt cô ông già đứng quầy di chuyển ngược lên gương mặt của harry dừng lại trong một nửa tích tắc nơi vết thẹo của nó rồi ông ta quay đi và đặt đồng tiền của harry vô một tủ đựng tiền cổ xưa bằng gỗ có cái ngăn kéo tự động mở ra để nhận tiền harry ron và hermione lui về một cái bàn cách xa quầy rượu nhất rồi ngồi xuống và nhìn quanh trong khi gã đàn ông quấn trong mấy lớp vải băng bó bẩn thỉu xám xịt gõ gõ đồng bạc nớt cua của gã lên mặt quầy và được ông già ở quầy rượu rót thêm một ly đủ bốc khói nữa john ngó lên quầy rượu với vẻ ngưỡng mộ và rù rì nói mấy bộ biết gì không ở đây tụi mình có thể kêu bất cứ món gì tụi mình thích mình dám cá là lão ấy sẽ bán cho mình hết luôn lão chẳng hơi đâu mà bận tâm mình lúc nào cũng muốn thử món rượu đế lửa. Hermione gần từng tiếng. Nè, bồ là một huynh trưởng. Nụ cười tắt ngấm trên gương mặt của Ron. Nó yếu xìu nói. Ờ, thì thôi vậy. Harry dặn cái nút rỉ xét để mở chai bia bơ của nó dành nóc một ngụm. Nó nói. Vậy những người mà bồ nói là có thể sẽ đến đây gặp tụi mình là ai vậy? xem đồng hồ rồi bồn chồn nhìn về phía cửa cô nàng lặp lại um, chỉ có vài người thôi ạ à? mình bảo họ đến đây vào giờ này và mình chắc là tất cả họ đều biết chỗ ê, ê nhìn kìa có lẽ là họ đến đó cánh cửa quán vừa mở ra một vạt nắng rộng đầy bụi bặm chia đôi gian phòng trong chốc lát rồi biến mất bởi vì bị án ngữ bởi một đám đông người rần rần kéo vô Đi đầu là Nevin, Yedin và Lavender. Theo sát chân ba đứa tụi nó là Bavati và Batma Batiu cùng với cái bao tử của Harry thoát một cái. Cùng với cho Và một trong những cô bạn tiếu tích của cho Kế đến là Luna Lovegood. Cô này đi một mình và trong mơ màng đến nỗi cô nàng có lẽ chỉ tình cờ mà bước vô thôi. Theo sau là Katie Bell, Alicia Spinett và Angelina Johnson. Colin và Dennis Creevey, Ernie Macmillan, Justin Finn Flatley, Hannah Abbott và một cô gái bên nhà Hufflepuff có một cái biếm tóc dài tới lưng mà Harry không biết tên gì. Có ba bạn nam bên nhà Ravenclaw mà Harry biết khá chắc chắn là tụi nó tên Anthony Goldstein, Michael Corner và Terry Booth. Ginny được hộ tống sát gót bởi một cậu tóc vàng cao cao gầy gầy, có cái mũi hỉnh mà Harry ngờ ngợ nhận ra là một thành viên trong đội quyết định Hufflepuff. Và bọc hậu là hai anh em sinh đôi, Fred và George, cùng với cậu bạn của tụi nó là Lee Jordan. Cả ba anh chàng này đều tay sách nách mang những bao giấy bự chán đầy căng các món hàng hóa của tiệm dẫn John Cool. Harry hỏi Hermione, giọng khàn đi. À, chỉ có vài người thôi hả? Vài người vậy thôi hả? Hermione vui vẻ nói. Ừ, tốt mà. Có vẻ cái ý tưởng này được nhiều người khoái rồi đó. Ron, bộ lấy thêm mấy cái ghế nữa được không? Ông già ở quầy rượu đã khựng lại như bị đóng băng trong tư thế đang lao chùi một cái ly bằng một miếng vẻ nhớp nháp đến nỗi trong nó như chưa bao giờ được giặt. Có lẽ ông ta chưa bao giờ thấy cái quán của mình đông khách đến như vậy. Freddy tới quầy rượu trước tiên và nhanh nhẫu đếm đầu những người bạn đồng hành của mình. Chào, xin vui lòng cho 25 chai bia bơ nhé. Ông già quầy bia trừng mắt ngó Fred một cái, rồi bực dọc liền miếng đùi dẻ xuống. Như thể người ta làm cho ông bị gián đoạn một công việc gì quan trọng ghê lắm. Rồi ông bắt đầu lôi mấy chai bia bơ bụi bám như quầy lên, truyền cho Fred. Anh chàng dơ mấy chai bia lên và rau đây đây đê, mọi người, hùng vô, chứ tôi không có đủ vàng bao hết quý vị nghe. Harry lặng người nhìn cái đám đông lách chách luôn mồm đó, vừa lục túi áo kiếm bạc cắt, vừa nhận những chai bia bơ từ tay Fred. Nó không thể tưởng tượng nổi những người này đến đây vì cái gì, cho đến khi một ý nghĩ hải hùng chợt nảy ra trong đầu nó rằng có thể họ đang mong chờ nó diễn thuyết cái gì đó. Nghĩ như vậy, nó vội quay qua Hermione đi. Nói bằng một giọng rất nhỏ. Bồ đã nói với họ cái gì vậy? Họ đang trông đợi cái gì vậy? Hermione dịu dàng nói. Mình đã nói với bồ rồi. Họ chỉ muốn nghe cái điều bồ phải nói ra thôi. Nhưng Harry tiếp tục giận dữ ngó cô nàng. Đến nỗi, Hermione dội vàng nói thêm. Bồ chưa cần phải làm gì hết. Mình sẽ nói với họ trước. Nevin ngồi xuống một cái ghế đối diện Harry, mặt mày hướng ở. Anh chàng nói, <laughs> "Chào Harry." Harry cố gắng mỉm cười đáp lễ, nhưng không nói gì. Miệng mồm nó khô đắng một cách khác thường. Cho vừa mới mỉm cười với nó và ngồi xuống phía bên phải Ron. Cô bạn của Cho có mái tóc vàng hung xoăn tít thì chẳng hề mỉm cười mà lại nhìn Harry với ánh mắt hết sức ngờ vực ngụ ý rõ ràng là nếu để tự một mình cô ta quyết định thì cô ta đã chẳng đời nào đến đây. Những người mới đến ngồi xuống quanh Harry, Ron và Hermione thành từng nhóm hai ba người. Một số trông có vẻ thích thú, những người khác thì to mò. Còn cô nàng Luna Lovegood thì đăm đắm nhìn vào khoảng không mơ màng. Khi mọi người đã có ghế ngồi yên dị, tiếng chuyện trò liếu lo im dần mọi con mắt đều nhìn Harry. Um, <laughs> Hermione bắt đầu nói giọng cô nàng hơi hơi cao hơn bình thường bởi vì bị căng thẳng quá. Thôi um, <laughs> chào. cả nhóm tập trung sự chú ý vào Hermione thay vì Harry nhưng những con mắt vẫn tiếp tục phóng ngược về phía Harry một cách thường xuyên thế này. À, ừm um, thôi. Các bạn đều biết là tại sao các bạn đến đây. À, um, là như thế này. Harry ở đây có một sáng kiến. Ý tôi muốn nói là... Harry vừa quắt mắt nhìn cô nàng. Hermione nói tiếp. Tôi có một ý kiến là... Là kể cũng hay nếu những người muốn học phòng chống nghệ thuật hắc ám. À, ý mình nói là học thiệt tình. Mấy bồ biết mà, chứ không phải là cái đồ rác rưởi mà cô âm Rích đang dạy tụi mình. Giọng Hermione bỗng trở nên mạnh mẽ hơn và tự tin hơn. Bởi vì không ai có thể gọi thứ đồ đó là phòng chống nghệ thuật hắc ám được. Anthony Goldstein tán thành. Đúng lắm, đúng như vậy. Hermione tỏ ra phấn chấn hẳn lên. Như vậy đó, tôi nghĩ là nếu như chúng ta, dân, nếu được tùy nghi hành động, thì sẽ là điều tốt thôi. Cô nàng ngừng lại chốc lát, liếc nhìn sang Harry, rồi nói tiếp. Và nói như vậy, ý tôi muốn nói là học cách phòng vệ chính mình một cách thích đáng. Không chỉ lý thuyết, mà là bùa chú thiệt sự. Michael Corner chăm chú nhìn Hermione và lên tiếng. Ờ, tôi đoán là bạn cũng muốn thi đậu kỳ thi pháp sư thường đẳng nữa chứ hả? Hermione nói ngay. Dĩ nhiên là tôi muốn, nhưng tôi muốn nhiều hơn như vậy. Tôi muốn được dạy dỗ đúng đắn trong phòng vệ. Bởi vì... Bởi vì... Cô nàng hít một hơi thật sâu và nói luôn. Bởi vì chú tể Voldemort đã trở lại. Phản ứng xảy ra tức thì và không lường trước được. Cô bạn của cho ré lên và làm đổ bia bơ xuống người. Terry Booth lên cơn co giật ngoài ý muốn. Batma ma ba tiêu thì rung mình và Nevin thì phát ra một tiếng kêu ăn ẳng mà nó ráng xoay chuyển thành tiếng hoa khan. Tuy nhiên, tất cả đều nhìn Harry một cách chăm chú, thậm chí háo hức nữa. Hermione nói, Vậy, dù sao thì đó cũng chỉ là dự tính mà thôi. Nếu các bạn muốn tham gia với tụi này, thì chúng ta cần quyết định cách thức mà chúng ta sẽ... Khoan đã, đâu là bằng chứng kẻ mà ai cũng biết là ai đó đã trở lại. Câu hỏi do anh chàng tóc vàng, cầu thủ đội quyết đích Huffelpuff thốt lên bằng một giọng khá là hung hăng. "Hermione bắt đầu. A, à, thầy Dumbledore tin điều đó." Anh chàng tóc vàng hất đầu về phía Harry. "Bạn muốn nói là thầy Dumbledore tin cậu ta?" Ron chen ngang hơi thô lỗ. "Ê, bạn là ai vậy?" Anh chàng tóc vàng nói. "Zacharias Smith." và tôi nghĩ là chúng ta có quyền được biết chính xác điều gì khiến cho cậu ta nói là kẻ mà ai cũng biết là ai đó đã trở lại hermione nhanh nhẩu xen vô anh à, như thế này điều đó thực ra không phải là mục đích mà cuộc họp này dự tính henry nói không sao đâu hermione nó vừa chớm dở lẽ ra tại sao có nhiều người đến đây như vậy nó cảm thấy Lẽ ra Hermione nên biết là chuyện như thế này sẽ xảy ra. Một số những người này, mà có lẽ là hầu hết, đến đây chỉ với hy vọng được nghe trực tiếp câu chuyện của Harry. Nó nhìn thẳng vào mặt Zacharia, lặp lại câu hỏi của anh chàng này. Điều gì khiến cho tôi nói là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã trở lại à? Tôi đã nhìn thấy hắn. Thầy Dumbledore cũng đã kể cho cả trường nghe câu chuyện xảy ra như thế nào hồi năm ngoái. Và nếu bạn không tin thầy, thì bạn cũng sẽ không tin tôi. Và tôi sẽ không lãng phí một buổi chiều để tìm cách thuyết phục bất cứ ai hết. Cả đám dường như đã nín thở trong lúc Harry nói. Harry có cảm tưởng là ngay cả ông già ở quầy rượu cũng lắng tai nghe nó nói. Ông ta cứ chùi đi chùi lại mỗi cái ly bằng cái nụi vẻ dơ hay. Cái ly rõ ràng càng lúc càng dơ thêm. Zacharia nói bướng. Năm ngoái thầy Dumbledore chỉ nói với chúng ta là Cedric Diggory bị kẻ mà ai cũng biết là ai đó giết chết và dạ rằng bạn đã đem xác của Diggory trở về trường Hogwarts. Thầy không kể cho chúng ta biết các chi tiết. Thầy không nói cho chúng ta biết chính xác Diggory bị ám sát như thế nào. Tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều muốn biết. Harry nói. Nếu như bạn đến đây để nghe chính xác chuyện như thế nào khi Voldemort ám sát ai đó thì tôi không thể nào giúp bạn được. Cơn giận của Harry vào những ngày này luôn luôn mấp mé chực tràn. Bây giờ đây lại trào dâng. Nó không rời mắt khỏi gương mặt khiêu khích của Zacharias Smith, quyết tâm không nhìn cho. Nó nói tiếp: Tôi không muốn nói về Cedric Diggory, được không? Cho nên nếu bạn đến đây để nghe chuyện đó, thì bạn có thể ra về được rồi. Harry ném một cái nhìn giận dữ về phía Hermione. Nó cảm thấy tất cả chuyện này đều do lỗi cô nàng này gây ra. Cô nàng đã quyết định trưng bày nó ra như một loại quái nhân. Và dĩ nhiên thiên hạ kéo đến chỉ nhằm để nghe xem câu chuyện của nó hoang đường cỡ nào. Nhưng không một ai rời khỏi chỗ ngồi. Ngay cả Zacharias Smith cũng không đi đâu hết. Mặc dù anh ta cứ tiếp tục chăm chú ngó Harry giọng của hermione lại một phen nữa lên tông cao vút như vậy á như vậy á thì như tôi đang nói lúc nãy á nếu các bạn muốn học một số chiêu phòng dạy thì tụi mình cần dạch ra tỉ mỉ cách thức tụi mình sẽ học mức độ học thường xuyên như thế nào và tụi mình sẽ đi đâu để khoan đã có đúng là cô nàng có cái biếm tóc dài tới lưng ngắm nghĩa harry rồi chen ngang một câu hỏi coi đúng là bạn có thể hô thần chú gọi lên một thần hộ mệnh không? nghe vụ này cả đám bèn nổi lên những lời xì si xầm thích thú. đúng như vậy. Harry đáp trong thế phòng ngự nhẹ nhàng. một thần hộ mệnh hữu hình hả? cụm từ cô gái dùng khiến Harry nhớ tới một điều gì đó. nó hỏi. ơ, bạn có quen biết bà Bôn không? cô gái mỉm cười nói. Bà ấy là cô của tôi. Tôi là Susan Bone. Cô tôi đã kể cho tôi nghe về phiên tòa kỷ luật xử bạn. Vậy, chuyện đó đúng là thiệt hả? Bạn đã gọi hiện ra một thần hộ mệnh có hình dạng một con nai hả? Harry nói. Phải. Trời ơi! Harry! Lee kêu lên, tỏ vẻ xúc động sâu sắc. Mình chưa từng biết chuyện đó. Fred nhe răng cười với Harry và nói <laughs> má biểu Ron đừng có đem chuyện đó đi nói tùm lum Má nói em đã bị chú ý đủ rồi Bác ấy nói đúng đó Harry lầm bầm, vài người bật cười Mũ phù thủy đeo mạng che mặt ngồi một mình Hơi ngọ nguậy trên cây ghế Terry Booth hỏi Giờ có phải là bạn đã giết con rắn thần Bằng lưỡi gươm trong văn phòng thầy Dumbledore không? Đó là chuyện mà một trong mấy bức chân dung trên tường kể cho tôi nghe khi tôi ở trong đó hồi năm ngoái đó. Harry nói. Ờ, à, phải, tôi đã giết. Đúng như vậy. Justin Finn Flatley with sáu. Anh em nhà Crewe đưa mắt nhìn nhau khiếp đảm. Và Lavender Brown khe khẽ kêu lên một tiếng. Wow! Giờ đây Harry cảm thấy hơi hơi nóng quanh cổ. Nó kiên quyết nhìn đi bất cứ đâu, miễn là tránh nhìn cho. Bỗng Nevin nói lớn với cả đám. "Và hồi năm thứ nhất của tuổi này, bạn ấy đã cứu được hòn đá phù phép." "Hòn đá phù thủy?" Hermione rít lên. Và Neville nói tiếp cho hết câu. "Ừ, vậy đó, khỏi tay kẻ mà ai cũng biết là ai đó." Đôi mắt của Hana Abbott tròn xoe như những đồng tiền galeon. Và đó là chưa kể Ấy là cho đang nói Đôi mắt Harry đột ngột nhìn về cho Cô nàng đang nhìn nó mỉm cười Bao tử nó lại một phen nữa Đổ lộn tùng phèo Tất cả những bài thi mà bạn ấy phải vượt qua Trong cuộc thi đấu tam pháp thuật hồi năm ngoái Nào là vượt qua rồng và người cá Và nhện khổng lồ tám mắt Và đủ thứ quanh bàn lại nổi lên tiếng xì xào tán đồng đầy tháng phục ruột gan harry rối bời nó đang cố gắng điều chỉnh bộ mặt nó sao cho không đến nỗi tỏ ra quá ư hài lòng với chính mình cái sự kiện cho vừa mới công khai ca ngợi nó khiến cho nó cảm thấy càng khó khăn hơn rất 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 nhiều để nói ra được cái điều mà nó đã thề với chính mình là sẽ phải nói với mọi người nghe đây Harry bắt đầu nói và mọi người im lặng ngay tức thì. Tôi tôi không muốn làm ra vẻ như thể tôi đang cố gắng khiêm tốn hay là cái gì đó. Nhưng tôi đã được hỗ trợ rất nhiều trong tất cả những vụ đó. Michael Corner nói ngay. Ê, cái vụ con rồng thì có ai giúp đâu? Đó là nhờ cực kỳ bình tĩnh khi bay chứ bộ. Harry cảm thấy là sẽ thô lỗ nếu không đồng ý nó bèn nói ờ uh, ừ uh, thì uh, susan Bon nói và không ai giúp bạn đánh đuổi bọn giám ngục trong mùa hè vừa rồi hết á harry nói không không thôi được tôi biết là tôi đã làm được tí chút những chuyện đó mà không có ai giúp đỡ nhưng vấn đề là tôi đang nói đến đó là Zacharia Smith nói có phải là bạn đang né tránh việc chỉ vẽ cho chúng tôi những độc chiêu đó không? Ron nói lớn trước khi Harry kịp mở miệng. khoảng nha tôi có ý kiến nè. Tại sao bạn không cầm cái miệng bạn lại? Chẳng biết có phải từ né tránh đặc biệt đụng chạm đối với Ron Weasley hay không? Nhưng dù sao đi nữa, Ron đang nhìn chồng chọc Zacharia như thể nó không ước muốn gì hơn là thủi cho anh chàng này một đấm bởi vì từ né tránh mà Zacharia dùng là Whistle, đó là họ của Ron. Ron là Weasley, và Manfoy vẫn trêu Ron có họ là Whistle, có nghĩa là con trộm. Zacharia đỏ tía mặt mũi, anh chàng nói. Ờ à, thì đó, tất cả chúng ta đến đây để học hỏi Harry. Vậy mà bây giờ đây cậu ta nói cậu ta thiệt tình không thể làm được bất cứ chiêu nào hết. Fred Weasley gầm gừ ê nó đâu có nói vậy đâu George weasley rút ra từ một trong mấy cái bao đựng đồ mua ở tiệm dẫn janko một cái dụng cụ dài bằng kim loại trông giống như vũ khí giết người và hỏi bạn có muốn tụi này rửa cái lỗ tay giùm không fred nói thêm hay là bất cứ bộ phận nào của cơ thể bạn thiệt mà tụi này không cầu kỳ kén chọn lắm cái chỗ để gắn cái này vô đâu Hermione vội vàng nói. Được rồi, được rồi, thôi, tiếp theo. Vấn đề là chúng ta có đồng ý là chúng ta muốn Harry dạy hay không? Lại gian lên tiếng rì rầm tán đồng chung chung. Zacharia khoanh tay lại, không thèm nói gì nữa. Mặc dù có thể tại nó đang còn bận canh chừng cái dụng cụ lâm le trong tay của George. Tốt! Hermione nói, có vẻ nhẹ nhõm khi thấy rằng cuối cùng cũng đã dàn xếp ổn thỏa được một việc nào đó như vậy thì câu hỏi tiếp theo là tụi mình sẽ học bao lâu một lần tôi thiệt tình cho là nếu mỗi tuần tụi mình học không được tới một lần thì chẳng có đáng công angelina nói khoan khoan chúng ta cần phải bảo đảm là cái chuyện học này không đụng chuyện tập dược quýt đích của tụi này cho nói cũng không đụng những buổi tập của tụi này Zacharia Smith bèn thêm vô. Và của tụi này nữa. Hermione hơi mất kiên nhẫn. Cô nàng nói. Tôi chắc chắn là chúng ta có thể kiếm được một ngày tiện cho hết thảy mọi người. Nhưng mà các bạn biết đó, điều này rất là quan trọng. Tụi mình đang bàn bạc chuyện học cách tự chuẩn bị cho bản thân mình chống lại những tử thần thực tử của... của... của, của Voldemort. Quá đúng! Đó là tiếng sủa của Ernie Macmillan người mà Harry trong đợi phát biểu từ nãy giờ. Anh chàng nói, Cá nhân tôi nghĩ, điều này thật sự quan trọng. Có lẽ quan trọng hơn bất cứ điều gì khác mà chúng ta sẽ làm trong suốt niên học này, kể cả kỳ thi Pháp Sư Thường Đẳng sắp tới. Anh chàng nhìn quanh một cách xúc động, như thể chờ mọi người la làng lên. Dĩ nhiên là không rồi. Khi không ai nói năng gì hết, anh chàng bèn nói tiếp. Tôi á, với tư cách cá nhân á rất là quan mang không hiểu tại sao bộ pháp thuật lại gán cho chúng ta một giáo viên vô dụng như vậy vào thời kỳ nguy kịch này hiển nhiên là họ đang chối bỏ sự thật về sự trở lại của kẻ mà ai cũng biết là ai đó chỉ đưa đến cho chúng ta một giáo viên cứ tìm cách chủ động ngăn cản chúng ta sử dụng bùa chú phòng vệ Hermione nói Ờ, à, tụi này cho là lý do khiến cô Imrit không muốn cho tụi mình được huấn luyện về phòng chống nghệ thuật hắc ám là bởi vì cô ấy có ý tưởng điên khùng rằng thầy Dumbledore có thể dùng học sinh trong trường như một đội quân riêng. Cô ấy nghĩ là thầy sẽ động viên tụi mình chống lại bộ pháp thuật. Hầu như mọi người đều sửng sốt trước cái thông tin này. Mọi người, ngoại trừ Luna Lovegood. Cô nàng nói to. Ờ, à, cái đó nghe có lý. Nói cho cùng thì ông Cornelius Fudge cũng đã có quân đội riêng của ông ấy. Cái gì? Harry kêu lên, bật ngửa ra vì mẫu thông tin bất ngờ này. Luna nghiêm trang nói một cách long trọng. Ông ấy có riêng một đội quân thiên linh quả. Hermione ngắt lời. Không, ông ta không có quân đội riêng. Luna nói có Ông ấy có Nevin hỏi có vẻ lúng túng Ờ thiên linh quả là cái gì Đôi mắt lộ lộ của Luna mở to hết cỡ Khiến cho vẻ mặt cô bé trông càng điên hơn bao giờ hết Cô bé nói Họ là những linh hồn của lửa những sinh vật cao lớn vĩ đại cháy rừng rực phi qua mặt đất thiêu đốt hết mọi thứ ở phía trước Hermione gây gắt nói Chúng không có hề tồn tại đâu, biết. Luna tức giận nói Ồ, có chứ Chúng có đó Hermione lại ác tiếng của Luna Xin lỗi, nhưng mà bằng chứng đâu để nói là chúng tồn tại Có rất nhiều nhân chứng đã kể lại Chỉ bởi vì đầu óc chị quá hẹp hòi cho nên chị mới đòi hỏi mọi thứ phải được trình ra trước mũi chị, trước khi chị. <cười> <cười> Tiếng tầng hắn của Ginny nhái giọng bà Umbridge hay đến nỗi nhiều người ngoảnh đầu nhìn quanh một cách cảnh giác để rồi bật cười. Chứ không phải là mọi người đang thử quyết là nên gặp nhau thường xuyên như thế nào để học nghệ thuật phong chống hay sao? Hermione nói ngay. Đúng rồi, phải. Ừ, em, em nói đúng. Lee Jordan nói. Được rồi, mỗi tuần một lần nghe được á. Angelina bắt đầu. Được, nhưng mà miễn là... Hermione nói ngay, giọng căng thẳng. Được rồi, được rồi, tụi này biết cái vụ quýt đích rồi. Vậy thôi, một việc khác phải quyết định là chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu. Vụ này coi bộ khó hơn, cả đám im ra. Một lát sau, Katie Bell đề nghị thư viện nhé." Harry nói. "Tôi không nghĩ là bà Binns lại vui mừng khi thấy tụi mình thi thố thần chú trong thư viện đâu." Dean nói. "Hay là một phòng học trống không, không có lớp nào đang học?" Ron nói. "Ừ, cô McGonagall có lẽ sẽ cho tụi mình mượn phòng học của cô. Hồi Harry cần phòng để thực tập cho trận thi đấu của Tam pháp thuật, cô cũng đã cho bạn ấy mượn phòng." nhưng harry khá chắc chắn là giáo sư mcgonagall sẽ không sẵn lòng cung cấp phòng ốc như lần trước bởi vì mặc dù hermione có nói đủ thứ rằng việc lập nhóm học tập và nhóm làm bài tập về nhà là được cho phép nhưng nó có linh cảm rất rõ ràng là vụ này có thể sẽ bị coi là mang nhiều tính nổi loạn hơn hermione nói đúng thôi chúng ta sẽ tìm ra được một chỗ nào đó tụi này sẽ gửi thư giáp dòng tới mọi người khi tụi này ấn định được thời gian và địa điểm cho buổi học đầu tiên. Cô nàng lục loại trong túi sách tay của mình, rồi kiếm ra một miếng giấy da và một cây viết lông ngỗng, rồi ngập ngừng một chút, như thể đang tự gồng mình để nói điều gì đó. Ít sâu một hơi dài, cô nàng bắt đầu. Tôi, tôi nghĩ mọi người nên ghi tên mình vô đây, chỉ để biết là có ai ở trong nhóm mà thôi. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng tất cả chúng ta nên thống nhất là không tiết lộ chuyện chúng ta đang làm. Như vậy nếu bạn ký vô đây, bạn mặc nhiên đồng ý không mắc lại cho bà Umric hay là bất cứ ai đi nữa chuyện tụi mình làm. Fred thọ tay lấy tấm giấy da và phấn khởi ký cái tên mình vô. Nhưng ngay lập tức, Harry để ý nhận thấy có nhiều người không được vui vẻ cho lắm trước cái viễn cảnh phải ghi tên mình vô danh sách khi chót truyền tấm giấy da cho Zacharia. Anh chàng không cầm lấy mà nói chậm rãi. Ờ, thôi đi. Tôi chắc là Ernie sẽ tin cho tôi biết khi nào có phiên hợp tiếp theo mà. Nhưng Ernie cũng tỏ ra ngại ngùng không kém về chuyện ký tên. Hôm mai nhướng đôi chân mày lên nhìn anh ta. Ernie đành bộc lộ. Tôi... Uh... <laughs> Ờ chúng ta là huynh trưởng mà. Và nếu cái danh sách này mà bị phát hiện á, tôi muốn nói là mà chính bạn cũng nói rồi đó. Nếu mà bà rít phát hiện á thì ừ, Maioni nhắc nhở anh ta. Bạn vừa mới nói tham gia nhóm này là điều quan trọng nhất mà bạn làm trong cái năm học này mà. Ernie nói: "Tôi uh, ừ, phải, tôi có tin tưởng. Đó chỉ là Maioni bực mình nói: Ernie, chứ bộ thiệt tình bạn tưởng là tôi sẽ để cho cái danh sách này trôi nổi tứ tán hay sao vậy? Ernie có vẻ hơi hơi bớt lo lắng và nói: Ờ à, không không, dĩ nhiên là không. Tôi uh, ừ, dĩ nhiên là tôi ký. Sau Ernie không còn ai phản đối nữa, mặc dù Harry thấy bạn của cho ngó cho một cách trách móc trước khi ghi thêm tên của mình vô tấm giấy da khi người cuối cùng, Zacharia, đã ký tên xong. Hermione nhận lại tấm giấy da và cẩn thận nhét nó vô túi sách của cô nàng. Bây giờ mọi người trong đám đều có một cảm giác rất lạ. Có vẻ như tụi nó vừa mới ký xong một thứ giao ước vậy. Fred đứng lên, lanh lợi nói. Thôi bây giờ, thời giờ ngựa chạy tên bay. Charlie và tôi có một số hàng hóa đặc biệt cần phải đi mua ngay. Cho nên xin hẹn gặp lại toàn thể quý vị sao? Đám người còn lại cũng lần lượt ra về Từng nhóm hai người hoặc ba người Cho thì loay quay khá lâu với cái dây kéo của túi sách Trước khi ra về Mái tóc như bức màn đen nhánh của Cho rủ xuống phía trước Che khuất gương mặt Nhưng cô bạn của Cho thì cứ đứng ngay bên cạnh Hai tay khoanh trước ngực Tặc lưỡi suýt xoa Khiến cho cho không còn lựa chọn nào khác hơn là cùng cô bạn ra về cho xong. Khi cô bạn đi kèm cho đi ra cửa, cho ngoảnh lại và vẫy tay chào Harry. Thế chà, mình thấy như vậy là xui chèo mát máy rồi đó. Hermione vui vẻ nói khi cô nàng cùng với Harry và Ron rời khỏi quán đầu heo vài khắc sau đó để bước ra không gian rực rỡ nắng bên ngoài. Ron và Harry vẫn còn nắm cổ chai bi bơ của tụi nó. Ron quắt mắt nhìn trừng trừng theo hình dáng của Zachariah Smith và thấy rõ mồm một ở đằng xa. Nó nói, cái thằng Zachariah Smith, cái đầu ghẻ cùi. Hermione thừa nhận, mình cũng không có ưa gì hắn hết á. Nhưng hắn nghe lớn được mình nói chuyện với Ernie và Hannah ở bàn ăn nhà Hufflepuff và hắn tỏ ra thật sự muốn đến. Mình cũng biết nói sao nữa. Nhưng thiệt tình càng nhiều người thì càng tốt. Ý mình là nếu michael Connor không bồ bịch với Ginny, thì anh ta với mấy người bạn chắc là đã không đến đâu ron vừa nốc cạn mấy giọt cuối cùng của chai Bieber, bỗng phát nghẹn và sặc ra Bieber tùm lum xuống ngực áo của mình hắn cái gì ron hỏi giận điên lên hai lỗ tai nó bây giờ giống y như thẻo thịt bò đỏ tươi con 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 nhỏ bồ bịch với em gái mình bồ 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 với bồ 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 nói gì michael Connor ơi mình cho đó là lý do anh ta với mấy người bạn của anh ta đã đến quán đầu heo ấy chà họ rõ ràng là thích thú việc học nghệ thuật phong vệ nhưng mà nếu Ginny không nói cho michael biết chuyện gì sẽ xảy ra cái 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 cái, cái chuyện này đã đã con nhỏ này Nó bồ bịch từ hồi nào Hermione điềm tĩnh nói Tụi nó gặp nhau ở vũ hội Giáng sinh, rồi chơi thân với nhau từ cuối năm học trước. Ba đứa tụi nó đã đi ra tới đường lớn, và Hermione dừng chân trước cửa tiệm viết lông ngỗng của Screen Van Shop. Chỗ đó đang có một cuộc trưng bày xinh xắn, những cây viết bằng lông chim trĩ đằng sau cửa kiến. Ây cha, mình cần sắm một cây viết lông trĩ mới. Cô nàng quẹo vô cửa hàng. Harry và Ron đành đi theo, Ron vẫn tức giận hạch hỏi. Thằng nào là thằng Michael có nơi vậy? Hermione nói. Anh chàng da sậm. Ron nói ngay. Mình không ưa thằng đó. Hermione nói nhỏ như thở. Ô, oh, một ngạc nhiên lớn. Ron lẻo đẻo theo Hermione đi dọc theo một hàng cây viết lông chim trĩ cắm trong mấy cái bình bằng đồng. Nhưng mà mình cứ tưởng là Ginny mê Harry chứ. Hermione nhìn Ron, coi bộ hơi hơi thương hại, rồi lắc đầu. Hồi xưa thì Ginny mê Harry, nhưng cô bé đã hết mê bạn ấy từ nhiều tháng nay rồi. Cô nàng tử tế nói thêm với Harry, trong khi vẫn chăm chú xoay một cái viết lông chim trĩ dài, màu vàng và đen. Dĩ nhiên là không phải cô bé không thích bồ, Đầu óc Harry lúc này vẫn đầy ấp hình ảnh của cho lúc cô nàng tạm biệt nó, nên nó chẳng thấy đề tài đang bàn cãi hấp dẫn như Ron. Anh chàng này đang hết sức rúng động vì căm phẫn, nhưng chuyện này quả là có giúp ích cho Ron hiểu rõ một điều, là mãi cho đến tận bây giờ, nó vẫn chưa thực sự để tâm đến em gái mình. Nó hỏi Hermione, Thì ra vì vậy mà lúc này nó phát biểu này nọ ha Hồi trước nó có đời nào mở miệng trước mặt mình đâu. Hermione nói, đúng chốc rồi đó. Ừ, mình nghĩ là mình chọn cái này. Cô nàng đi tới quầy trả tiền, đưa ra 15 xít cô và hai nút. Ron vẫn đeo theo cô nàng sát gót. Khi Hermione quay lại và giẫm phải chân của Ron, cô nàng nghiêm khắc nói, Ron, đây chính xác là lý do tại sao Ginny không kể cho bồ nghe chuyện nó hẹn hò với Michael. Cô bé biết là bồ sẽ coi đó là chuyện xấu xa trầm trọng. Cho nên bồ làm ơn làm phước đừng có lãi nhảy hoài cái chuyện đó nữa. Bồ muốn nói cái gì chứ? Ai coi chuyện đó là chuyện xấu xa trầm trọng? Hả? Tôi sẽ không thèm lãi nhảy về bất cứ cái gì nữa. Ron vẫn còn càm ràm nho nhỏ trong họng suốt đoạn đường đi xuống phố. Trong khi Ron còn đang lẩm bẩm rửa xả Michael Corner, thì Hermione đảo tròn mắt nhìn sang Harry và thì thào trong hơi thở. Sẵn đang nói chuyện về Ginny và Michael Connor. Còn bồ với cho sao rồi? Harry hỏi ngay. Bồ muốn nói gì? Dường như bên trong người nó đang có dầu sôi lửa bỏng. Một cảm giác cháy rừng rực bừng lên khiến cho mặt mũi nó nhức buốt trong khi trời lành lạnh chẳng lẽ nó đã để tình cảm bộc lộ lộ liễu như vậy sao hermione nhẹ mỉm cười. cười chà cô nàng không cách gì rời mắt khỏi bồ hen trước đây chưa bao giờ harry nhận thấy làng horseman đẹp đến như vậy